Hi, chào các bạn đang xem trên kênh Rosa Media, một trong những kênh ẩm thực và thẩm mỹ khá nổi tiếng ở Việt Nam chúng ta. Thì kênh Rosa chúng tôi đã dựng khá nhiều video clip. Hiện giờ chúng ta mỗi ngày chúng ta cần về ẩm thực, về món gì, món ngon vùng miền, chúng ta cứ vào kênh Rosa Media. Thì chúng tôi hôm nay đến một tiệm mì Gia Phúc, một trong những tiệm mì mì ký gia khá truyền thống và kinh doanh trên 30 năm ở dưới vùng đất Biên Hòa, và chúng tôi đã mở ở Đồng Nai được khoảng 4 năm nay. Thì ở trên đây thì trên nền chủ đạo là mì, cái những cái sợi mì này các bạn thấy đó hầu như là ở nhà tự làm ha. Đây đó, các bạn thấy đó, mì Sài Gòn, mì Vũng Tàu, có mì Thảy, hoặc ở Biên Hòa có Vĩnh Vĩnh, Vĩnh Hoa, thì rất là nhiều dòng mì khá nổi tiếng. Thì đặc trưng của người Hoa, người ta sống về nghề mì, đặc trưng của người Hoa ha, thì nổi tiếng là mì vịt tiềm, mì sầu giòn, mì Quỳnh Thánh, và tương tự như vậy người ta sẽ nhân rộng ở những dòng mì khác. Bây giờ đang phát triển những dòng gọi là dòng sủi cảo. Ở đây là những cái dòng thịt chúng ta phải rim ở trên lò và nhiệt độ cũng là khá lâu, chúng ta có những cái hương vị truyền thống của người Hoa để mà các bạn thưởng thức được cái mì ngon. Thì mì Quỳnh Thánh cũng như là hủ tiếu của người Hoa khá nổi tiếng ở thế giới. Các bạn đi về Hồng Kông, Trung Quốc, Macau thì tất cả những cái dòng ẩm thực chúng ta, khi chúng ta đi thưởng thức ở một đường phố thì chúng ta được thưởng thức một dòng gọi là mì Quỳnh Thánh. Thì mỗi dòng mì chúng ta nấu khác nhau, người Trung Quốc và người Hồng Kông cái vị nấu ta không có đậm đà vậy, nhưng mà về Việt Nam chúng ta chỉnh sửa công thức lại một xíu, cái hương vị nó sẽ đậm đà hơn. Và khi mà chúng ta ăn thì chúng ta nên ăn nóng các bạn ha, và mời các bạn thưởng thức tô mì Quỳnh Thánh tại Gia Phúc. Tôi xin giới thiệu các bạn về kênh Rosa Media, một trong những kênh ẩm thực. Các bạn nên chụp like để thưởng thức cái gọi là người đầu tiên thưởng thức video clip mà chúng tôi đã xây dựng cho các bạn. Thì các bạn thấy ha, viên Quỳnh Thánh ở đây nó đặc trưng là không có màu, các bạn thấy đó ha. Thì chúng ta làm với nguyên liệu sạch, bột mì, trứng và một số nguyên liệu, thì chúng ta màu thì rất là sạch và rất là các bạn cảm nhận được ha. Các bạn đi ăn rất là nhiều dùng miền cái tô mì, người ta viên mì viên Quỳnh Thánh hoặc là sợi mì, nó màu nó rất là vàng ha các bạn ha. Bởi vì chúng ta cảm nhận được cái viên mì và cái sợi mì, các bạn có thấy không đó 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 các bạn ha. Thì tôi sẽ ăn thử cái sợi mì các bạn đó. Khi mà ăn sợi mì chúng ta đánh giá trên sợi mì cái độ mì có độ dai vừa phải, không quá giòn ha đó, có độ dai của sợi mì đó. Chúng ta khi chúng ta ăn, chúng ta thưởng thức một miếng nước bèo ha. Mì nước bèo thì ngọt thanh và trong, thì chúng ta ăn mà nó cũng không quá béo ngậy, nó vừa có độ ngọt vừa phải ha. Và ăn xong á, chúng ta không có cái vị mà tê đầu lưỡi, thì cái tô mì Quỳnh Thánh này ngon, người ta nấu ngọt từ xương. Và khi mà các bạn ăn xong á là nó buốt hai vùng cổ hoặc là tê đầu lưỡi, thì nó cảm giác với chúng ta, người ta sử dụng và hạt nêm tạo bột ngọt rất là nhiều. Đây là viên Quỳnh Thánh các bạn ha. Da Quỳnh Thánh cũng vậy, là nó có vị là độ giòn vừa phải. Đây là xả sẩu các bạn ha, đây là những miếng thịt ha, hầu như mì của người Hoa người ta mới sử dụng cái loại thịt này ha. Đây là xả sẩu các bạn, cái xả sẩu rất là thơm. Thì người ta, người Hoa người ta rim bằng một cái kỹ thuật rim trên nước tương, trên nền nước tương, và công thức mỗi vùng miền khác nhau và hương vị rất là đặc trưng. Hi, hello, chào các bạn. Thì xin các bạn đón xem kênh Rosa Media và Supplier, và chúng tôi sẽ thường xuyên up những món ngon vùng miền. Và hôm nay chúng tôi đã tham quan qua món mì Quỳnh Thánh tại Gia Phúc Mì Giang. Khi các bạn đã ghé Long Khánh, các bạn nên tìm qua đường Nguyễn Du, thì một trong những tiệm mì ngon nổi tiếng ở vùng miền.
thì các bạn đã thưởng thức và tìm cho mình một món ngon ở đây. Và xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những món ngon khác. Nhớ subscribe kênh Rusa Media cho các bạn. Các bạn là người đầu tiên xem video này, xin chào các bạn. Cái sợi mì nhà tự làm nè các bạn ha, như các clip khác mình đã coi, và cái mì này rất là ngon và không có loại bỏ một cái phẩm màu gì hết. Và cái nước được ninh từ xương heo, phải không? Nhớ là khi ăn mì thì mình phải nêm một cái ít giấm tiều ha, thì cái hương vị nó sẽ hấp dẫn hơn, ngon hơn nhiều lắm. Em chỉ là người dân ở thành phố Hồ Chí Minh. Sao biết tiệm mì mình tới ăn? Đi ngang mình thấy hấp dẫn quá. Dạ, thử ăn hai tô, ba tô. Mì này là do nhà tự làm. Hấp nước là nước súp ngon. Cái nước trộn mà cũng chút khô quá. Ngon. Mình ăn hay ăn thường xuyên lắm. Đó là ngon ăn à. Rồi hy vọng anh chị sẽ tới đây ủng hộ và giới thiệu nhiều người tới ủng hộ anh chị ở đây. Cảm ơn. Dạ.